Chúng tôi xin giới thiệu Reward Calculator, một công cụ tiện lợi cho phép bạn tính toán quy mô phần thưởng tiềm năng trong sản phẩm chính từ Antima DeFiU, tùy thuộc vào quy mô ngân sách của bạn. Để nhận phần thưởng thường xuyên từ DeFiU, bạn cần có giấy phép và hợp đồng Split, và Reward Calculator sẽ giúp bạn chọn chúng. Bạn có thể tự mình sử dụng máy tính hoặc có thể cung cấp liên kết đến máy tính đó cho bạn bè của mình, những người chưa trở thành người dùng DeFiU, để chứng minh khả năng của sản phẩm. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Reward Calculator. Máy tính có sẵn trên trang web Antima Business trong phần Promo Materials. Để có thể chia sẻ liên kết tới máy tính với những người khác, bạn cần chọn hộp có nội dung I allow sharing my contact information. Sau đó, bạn có thể sao chép liên kết tới máy tính. Máy tính giúp bạn thực hiện các tính toán cho nhóm VIP và nhóm cộng đồng. Bạn có thể chọn bề thích hợp ở góc trên bên phải màn hình. Hãy bắt đầu làm quen với máy tính cho nhóm cộng đồng. Hãy lưu ý rằng có hai cách để tính toán trên máy tính. Chỉ định ngân sách ước tính của bạn, còn máy tính sẽ đề xuất các tùy chọn tốt nhất cho giấy phép và hợp đồng split dựa trên ngân sách của bạn và tính toán số tiền thưởng tiềm năng. Chọn các tùy chọn khác nhau cho giấy phép và hợp đồng và nhận tính toán mức thưởng cũng như mức ngân sách để có được chúng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi theo con đường đầu tiên và chỉ ra trong cột do budget mức ngân sách bằng euro. Xin lưu ý rằng nếu hiện đang có chương trình khuyến mại, máy tính sẽ thực hiện tính toán có tính đến ưu đãi khuyến mại. Giả sử ngân sách của bạn là 220 euro, máy tính sẽ ngay lập tức tính toán các dữ liệu sau. Các giấy phép phù hợp, license, giới hạn, limit và số lượng, amount, giấy phép. Giới hạn giấy phép xác định số lượng token Unity Split tối đa khả dụng theo giấy phép. Giấy phép càng đắt thì giới hạn càng cao. Hợp đồng Split phù hợp, contract packet và số lượng hợp đồng khả dụng amount. Giá của một Split, một Unity Split Price, cũng như tổng số tiền tính bằng euro mà bạn cần để bắt đầu với DeFiU, Total. Bên dưới, trong khối màu xanh lá cây, bạn sẽ thấy phần thưởng dự kiến trong ngày, tháng và năm, Day Monthly, Yearly, cho giai đoạn halving hiện tại bằng Antima, cũng như số tiền tương đương tính bằng USDT. Theo mặc định, giá trị được tính bằng tỷ giá Antima hiện tại, nhưng bạn cũng có thể thực hiện các phép tính bổ sung bằng cách thay đổi tỷ giá token trong cột ANRED. Giá trị halving hiện tại, số lượng token tham gia thị trường mỗi ngày, Daily Amount, số ngày còn lại cho đến đợt halving tiếp theo, Days Before Halving, cũng như mức thưởng hàng ngày sau đợt halving tiếp theo, Next Daily Amount. Các chỉ số mạng hiện tại, số lượng Unity Split trong mạng Unity Split Supply, phần thưởng cho Split, Reward per Unity Split, giá cho Antima, Antima Price. Tại đây, bạn cũng có thể chỉ định tỷ giá Antima để tính toán, ANRED. Tất cả các giá trị cũng được sao chép trên màn hình smartphone bên phải. Chúng tôi đã cho thấy cách hoạt động của máy tính nếu bạn đã nhập ngân sách của mình. Nếu bạn muốn tính toán những cơ hội mà bạn sẽ có với các giấy phép khác nhau, hãy chọn các tùy chọn giấy phép trong cột License và máy tính sẽ cung cấp cho bạn các tính toán dựa trên giấy phép đã chọn. Bạn cũng có thể chỉ ra loại hợp đồng bạn muốn ký kết và máy tính sẽ tính toán ngân sách của bạn và đề xuất giấy phép tối ưu. Và trong cột do budget ngân sách cần thiết để mua các sản phẩm sẽ được hiển thị. Hãy lưu ý rằng nếu bạn tăng số lượng hợp đồng, loại giấy phép sẽ thay đổi. Bạn cũng có thể chọn giấy phép ở phần dưới màn hình. Khi giấy phép và hợp đồng đã được chọn, trong các ô bên dưới, bạn sẽ thấy phép tính phần thưởng cũng như các chỉ số mạng hiện tại. Nguyên lý hoạt động của máy tính để tính phần thưởng trong bề VIP tương tự như quy trình được mô tả ở trên. Ở phần dưới màn hình máy tính có thông tin liên hệ của bạn cũng như liên kết để đăng ký theo liên kết giới thiệu của bạn. Như vậy, chúng ta đã giới thiệu cho bạn về Reward Calculator. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn luôn có thể gửi chúng đến bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng máy tính sẽ trở thành một công cụ hữu ích trong công việc của bạn. Chúng tôi chúc bạn thành công trong công việc và thu được lợi nhuận cao.